Thành xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Cù Lao Nhãn nha. Thì hiện tại giờ này cũng tầm khoảng 2 giờ chiều rồi đó cô chú anh chị. Chiều nay thì mấy chị em với mẹ sẽ tiếp tục là công việc hàng ngày của gia đình. Hôm nay thì gia đình mình tiếp tục sẽ khiêng những cái này kêu bằng cái gì mẹ? Bít tôn hả mẹ? Dạ. Để mình di chuyển vào phía bên trước cửa chòi mình. Hôm nay thì Thành cũng muốn chia sẻ niềm vui với cô chú anh chị là hôm nay gia đình mình sẽ tiếp tục nới rộng cái sân phía trước ra. Thì trước tiên là mình sẽ di chuyển cái đám bít tôn lại qua bển, xong rồi mình sẽ xíu nữa mình mới đập. Đập xong rồi mình sẽ trộn như là y như là hôm rồi luôn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chứ Hà không có cái nón luôn hả? Trời ơi, chết. Cái chứ ở đây cũng mát. Ở trong đây cũng mát. Nè. Đợi đi mà. Cái có cái nón này có người anh đặt rồi nè. Anh kêu nhớ giữ cái nón này lại nha. Vậy là cái nón của Thành có gì nhớ lại luôn. Cái nón em thì tới giờ vẫn còn nha. Ôi quá chở xe rồi hả bà Long? Sớm giờ mấy con su cà na của mình đó cô chú anh chị, Thành cũng có đăng lên trên mạng, đăng lên Facebook mình cho thì mình cho rất là đắt luôn cô chú anh chị. Ơi ngã nha, là lúc sáng giờ là mình cho được 8 con rồi, sáu cô chú anh chị kia thì cũng sáu con kia thì cũng gần nhà, có hai con là ông chú Tư gùi qua bắt. Hiện tại là mình còn cũng sáu mấy con gì đó. Xin cho không đủ luôn. Dạ còn chừa hai. Mình cho hồi nãy nãy gương nước mắt ra lại mình đếm vỏ ra lại đó, năng lĩ khi phải chừa cái con gì bò sữa của nó, bò sữa lại cho nó một con. Mẹ cái có lấy luôn mà cây đóng cha hỏi cái cây dẹp dẹp gì hôm rồi kìa, cây gì cha? Cắt vậy quá. Hôm nay nữa là cái đám này là chắc thiếu rồi. Thật sự là mình rất là mừng luôn cô chú anh chị. Được cái sân nhỏ là mừng rồi, nhưng mà sao hôm nay là được nới rộng ra thêm thì cũng rất là mừng luôn. Có nhiều cô chú anh chị vô kêu làm đại hết cái sân đi cho nó rộng cho nó sạch sẽ. Chứ này đầu thì mình dự định mình chỉ có làm cái như thôi. Rồi thế anh chị kêu thôi làm nữa đi, chắc là mình còn bít con nè. Dạ. Mình làm nữa. Hôm qua. Cái đám này nè bà Lộc ơi, cả nhà mình lấy cẩn thận nha, lấy từ từ. Tại vì ở trong này con hình như là có một cái con bé na. Cái gì vậy? Bé na. Thiệt. Trong này có con rắn hay rồi chứ anh chị. Rồi, nghe nói rắn giỏi. Mấy cái đống đá này là hay ở lắm, tại vì hôm bữa thì con cũng thấy nó ở trong đây nè. Bây giờ mình lấy kỹ lấy từ từ thôi, mang qua tay lấy từ từ thôi. Con cũng sợ lắm. Con nghe rắn là con chạy trước rồi. Có một con bé na xuất hiện rồi nè. Dạ. Bây giờ mình lấy từ từ thôi. Bây giờ con không phải nói để cả nhà mình. Rồi. Xem lại. Bé na chạy ra lấy cây. Ở bên kia thì chắc cha đang khép học ở bên kia. Có không đâu? Có cái trứng này kìa. Trứng rắn nó đẻ nó đi rồi. Nó nở rồi. Mẹ Thành thấy không hả? Nó nở rồi. Dạ. Ừ. Cái gì? Chưa thấy con gai. Hôm nay thì nhà mình có Thành, cháu của cháu nội của ông cậu hai lên chơi. Chào cả nhà ở đây. Chào cả nhà. Hôm rồi là mình đi có đi bắt cô đồng rồi phải không Thành? Dạ, đúng rồi, thầy cậu có đi cất cô đồng rồi. Thành lên thì không có gặp ông cậu rồi. Ông cậu về lại cái sách này. Mà tối trước khi ông nội về, ông nội còn chạy xuống đây rồi hả? Lại con kinh tiếp mà con dạng tối chạy xuống đây nè.
cho cái miếng nó lên sao vậy đó. Sáng mai là chắc là Thành nó sẽ đi với ông cậu đi Cần Thơ vô thuốc, phải không Thành? Dạ. Sáng 4 mấy 5 sáng con chạy lên Cần Thơ. Lên Thơ. Dạ. Lên, tại vì lên còn làm thủ tục nhập viện nữa gì đó. Dạ đúng. Lên mình còn bắt số rồi xét nghiệm thôi. Nghe nói ông cậu lên nhập viện gì 3 ngày á. Ừ. Thì, Thành mỗi giờ luôn. Thành ừ. Lúc bệnh thì Thành nó cũng nuôi. Giờ đi tái khám nhưng vô thuốc thì Thành cũng đi. Cháu nội à, cháu nội Đích Tôn. Cháu Đích Tôn đó. Để hồi nói Đích Tôn để hồi khoe với cô chú anh chị. Nhà mình mới vừa có con chó đây, con xô gà nao Đích Tôn nữa. Có gì cháu được sửa rồi. Thầy Đức Hè với mẹ con chó Đích Tôn kìa. Tại vì đó, nhà mình là hồi đó giờ nuôi con chó cái không à. Mà bây giờ Út Thành mới đem về thêm một con chó nữa. Mà con chó này là con chó được duy nhất ở trong nhà luôn. Bởi vì Út Thành nói bây giờ nhà mình có chó Đích Tôn rồi. Sáng mẹ tắm sớm cho nó rồi. Mà nó thương quá à. Giờ tay nó năn nỉ mẹ. Mẹ đi mặn mới vô mẹ giặt quần áo. Cái nó nói mẹ ơi mẹ tắm cho con lạc xưởng đi. Nó thương quá à. Mình tắm mà thấy mẹ giúp mẹ tắm cho nó. Cái tắm này, cái tắm này để chiến sau mình hả ghi lại. Tắm này bự lắm. Tí chốc này mới được. Rồi. Chỗ này là nó hơi hẹp. Này có chín chữ. Chế xích đi. Ê. Chị đây là con lạc xưởng của nhà mình mới vừa nuôi. Mới mới nhà mình được một thành viên mới nữa. Ê, bạn. Con chó này có phước dữ lắm mới được chứ hay ẩm vậy nè. Mẹ hồi đó cũng có giò nó dài cho nè. Hả? Có phước tính mới được mẹ tắm á. Sáng thì được mẹ tắm mà giờ tới chiều được chứ hay. Dạ. Đổ đi vào lọc coi. Thành nó qua, nó cũng qua với bạn của nó coi chương trình. Đổ nha. Bên xuống. Bên. Xu. Milo Milo. Chạy à. Sợ nó chạy à. Ở chơi để xào hủ tiếu ăn hả vậy luôn Thành ơi. Mẹ nè, thấy là kệ bằng cơm á. Hay quá. Nhiêu đây chắc ban ra là vừa đủ rồi đó trai. Dạ. Ban lỏng lỏng ra đi. Đập tới nay chắc có ba dễ hơn. Mẹ đập mấy cục nhỏ luôn mẹ. Hôm nay là đặc biệt cho gia đình mình có bé Thư tới chơi như thế này cô chú anh chị. Chơi ở nhà bé Thư. Từ tay có mối vậy ha. Tay của bạn. Con mừng con chú Út. Con chó con đâu. Chó nào? Chó mẹ. Không biết đâu nữa. Vô nhà lại rồi đó. Kìa, cái dàn đầm nó dữ quá. Thử trời ơi. Đầm im dữ à. Này tới nữa rồi. Đầm tới rồi nào. Nó tới nữa hai vô đây. Nó tới hoài vậy. Nó tới mới dài bữa. Con lạp xưởng có vô tay đó. Lạp xưởng này bữa nào kẹt kẹt. Kẹt đồ ăn là muối chi. Ý, lạp xưởng đâu có cần muối. Chiên nước dừa luôn. Hàng chó ngu à. Mình đập xong rồi xíu mình sẽ trộn hồ ở đây luôn. Bữa nay mình trộn khỏe à ba Lộc? Khỏe không? Mình trộn đâu có đá đâu. Cha thì bộ thiếu cái gì mà cha đi xách xô theo. Dạ. Đổ rồi. Canh. Mình đổ tới đây rồi từ từ mình mới đổ ra ngoài nữa hả cha? Ngay đổ tới đây rồi mình dưỡng sức. Dạ. Ông thấy sao? Ông thấy cái đàn này làm cu li ngon chưa? Mẹ cha có con dặm đã chứ. Cái dặm làm bằng giò không á. Thế là anh thấy sao mới được cái ông thấy làm hơi mệt rồi đó. Ông thấy què. Suy nghĩ ông ngọt. Ở miền Tây mình ngộ vậy đó cô chú anh chị. Sao mà kêu ông với bà á. Cái tên luôn thấy không? Như cha mẹ con với ông thọ. Con nào kêu sao ba Lộc? Ông thọ. Rồi, cha gì kêu mẹ lọc thôi à, mẹ lọc thôi à. Xuống bài gà hả mẹ? Ừ. Con gà ăn mẹ. Bài gà này cũng nhớ ông ngoại nữa. Được mấy con mẹ? Hả?
2, 4, 6 con. Còn 2, còn 3 trứng nữa. Còn 3 trứng nữa, đẻ 9 trứng hả? Hết con này nè. Vậy sao? Ông ngoại hồi đó ông xuống gà không thằng? Dạ. Ổng lên lột mỗi con. Khảy, khảy cái mỏ đó nha. Dạ. Rồi vô tay không sợ hả con hả? Đâu, chứ đơn mà. Chế hay là đặc biệt là sợ gà con, ủa? Chó con, người vịt con, nói chung cái gì nhỏ nhỏ là sợ hết. Đi cưng mà. Hết này là bố mẹ đó. Phải không? Phải. Này là ai ai dự tính vậy? À, thầu. Đi với làm từ từ cũng lên được chứ. Nhắm nhắm rồi bay bay á. Rửa thành đây. Nãy giờ cha cũng trộn tiếp. Mẹ đầu tiên thì mình cũng được nhiêu rồi nè cô chú anh chị. Mẹ đẩy trăng luôn rồi đó. Gắng chọn nhiệt tình lên. Từ từ. Dạ. Bữa nay bếp trưởng mới tuyển được bếp phó. Đang tâm sự đó. Tâm sự chuyện nghề rồi lên. Tính ra mình chọn hồ này khỏe biết nhiêu ha. Còn dạ, chọn cái hồ mà có đá ha, thấy nặng nề quá. Hồ đá mới mệt. Bởi vậy người ta làm công trình lớn người ta chọn máy không nha. Chị làm công trình lớn mà trộn như kiểu mình chắc không biết là một năm xây được mấy cái nhà nữa. Xem chắc là xây được mấy cái lầu. Bữa nay ba Lộc rút kinh nghiệm từ đợt trước cho nên là cũng mang khẩu trang bảo vệ để sợ bụi. Cũng hôm rồi mình quay lên rồi cũng không có mang khẩu trang á. Cho nên là cô chú Thương cũng nhắc quá chừng luôn, sợ bụi. Ủa sao nó chảy tà lé hết trơn rồi? Này chắc thấy quay gung tay gì à? Mẹ bữa nay có tuyển được cái bếp phó im quá hả mẹ? Có trợ lý của bé Thư làm bếp. Dạ. Bữa nay hai đầu bếp sẽ đãi cả nhà món gì đây? Mẹ sẽ xào mì. Dạ. Xào mì mình cho chút hủ tiếu vô mẹ ăn đỡ ngán mẹ. Ừ. Dạ. Dạ. Xào mì chay. Xào mì bữa nay nhà mình cũng ăn chay cho nên là mẹ cho sẽ xào mì chay. Thì đây mình cũng có chuẩn bị được tàu hũ với nấm thôi mẹ. Ít nấm tâm cô với tàu hũ chiên dầu. Dạ. Với cải đỏ. Bữa nay là nhà mình cũng không có đi chợ luôn á cô chú. Cho nên là giống như là nhà có gì thì dùng đó luôn. Mấy cái này thì ở nhà mình cũng có sẵn. Chỉ có sáng mua được mấy miếng tàu hũ thôi mà. Hồi sáng mẹ mua ở đây được mấy miếng tàu hũ. Dạ. Rau thì có xà lách, rau thơm với hành. Với rau đó là rau cần thôi mẹ. Rau cần. Dạ. Ngon quá. Xào hủ tiếu mì á, con thích kiểu giống như là mình xào mà đồ bỏi nhiều nhiều mẹ. Okay. Ăn vô không ngán. Bé Thư đang làm gì bé Thư? Dạ em xếp xì non. Sườn đó hồi nữa mình chiên lên ha. Dạ. Mình chiên lên mình xào chung hả mẹ? Chiên lên mình xào chung với củ lô với mì đó con. Dạ. Ớ thêm chút muối vô. Dạ. Bữa nay cái tay cha bớt đau chưa mà cha vô làm vậy cha? Cái tay của cha cho bị bong gân á, cho nên là làm cái gì nặng là nó sẽ rất là đau. Nhưng mà thấy chịu không nổi cứ phải vô làm à. Bữa nay cô chú anh chị xem thử cái Út Thành có lên tay chưa nha. Chứ chỗ thấy thì cũng hơi bóng bóng hơn hồi bữa rồi đó. Này chắc cây được chuồng heo được rồi. Cây chứ nó ngoài nhà tắm. Nói chứ nghe chứ nghe nói là nói chuồng heo đơn giản vậy chứ thật sự là xây chuồng heo cũng rất là khó đó nha chứ không phải khó dễ đâu. Nó là khó hơn cái nhà đó chứ không giỡn đâu nha. Út tay làm gì Út tay? Viết bài. Hôm qua cô chú anh chị có cô chú anh chị vô khen Út tay viết chữ đẹp. Nhưng thực tế Út tay viết chữ xấu quá hà cô chú ơi. Ít đọc chữ vô tay thường đọc chữ chạy lắm á. Dạ. Hổng gà vô tay ít đọc chữ hình như đọc hơi chậm. Hơi chậm lại rồi. Nắng chích vô đây nè con. Đúng rồi đó mẹ, hồi trước ra tay đọc chữ chạy lắm. Nhưng mà lúc này nghỉ hè xong rồi vô cái là trả chữ cho thầy hết trơn rồi. Phải không? Gán lên nghe, gán luyện đi, ra quay mình đi học rồi. Mấy hôm nay á cô chú, Út Tây cứ đòi đi chợ mua sách hoài luôn. Nhưng mà giống như là mình chưa có thời gian cho nên là cũng chưa có đi. Ngày nào cũng năn nỉ hết trơn á. Ngủ cũng năn nỉ nữa hả? Ngủ nó mới. Dạ mẹ. Hỏi chứ hai đi Sóc Trăng không? Chứ hai đi Sóc Trăng.
đi chứ hai, đi Sóc Trăng đi chứ hai. Không có. Bữa nay đi Sóc Trăng nặng mà mua sách chứ bà Lộc. Không có nè. Trời ơi, con mới con đâu có hay. Ngủ mới không bà? Con ngủ con mới con đâu có hay, mẹ hay nè. Để hỏi con gì chứ đi Sóc Trăng chi. Cái con nói con không có nấu gì cho con đến thêm nè. Ngủ luôn. Ê ngủ luôn. Mỗi lần mà phi hành tỏi lên là cảm giác mình thấy đói bụng ha nè. Dạ. Bữa nay cây nhà lá vườn mà thấy cũng đa dạng màu sắc luôn à. Dạ. Nó nói ăn nấm bổ lắm đó mẹ. Cho nên là người ăn chay nên ăn nấm thường ha. Để ra. Giờ mình quay cái này tiện á mẹ, mai mốt mà lỡ mẹ đi đâu vắng nhà cái con muốn ăn món nào con lật cái này lại con coi á mẹ. Là con biết liền á. Dạ. Nhìn cũng hấp dẫn quá chừng luôn. Ở ngoài gần xong chưa? Ở đây sắp chín rồi đây. Ra Nghiệm Thu hả? Nghiệm Thu là được mấy cho ăn nha. À, mẹ xào cái chả hủ tiếu này nha, cái tay muốn lên chuột luôn mẹ. Khát nước rồi hả anh bà? Đây là công trình của mình hôm nay đây cô chú anh chị ơi. Hoàn thành rồi ha. Sao rồi ông thợ? Rồi chưa? Chưa buông bay là chưa có chấm điểm được phải không? Sao không cái kèo này xong công trình này còn cái hậu nào khác nữa không thợ? Thợ chính kìa. Thợ chính thì em chạy rồi phụ lên luôn chứ. Dạ, chắc là ngày mai mình sẽ tiếp tục nói tiếp luôn. Nhìn cũng đẹp quá ha mẹ. Cái này là xứng đáng ăn hủ tiếu rồi đúng không? Thôi cho kho chứ chữ đây ghi cù lo nhãn đây. Ghi lên hả anh bà? Ghi lên cù lo nhãn à. Chắc được rồi hả mẹ? Được rồi. Giờ mẹ đổ cái này vô. Dạ. Cái đó mình cũng chiên giòn lên này hả mẹ? Chiên giòn con cũng trang má. Trang má mẹ sắp trên trên. Rồi đây, quân đi thôi. Quân cô chích kìa. Hai tay mới nổi nghe thư. Nãy giờ mình bớt lửa nhỏ mình để. Dạ. Mà ăn cơm cháy con ăn cái hủ tiếu á mẹ, con phải khởi cái cơm cháy dưới mẹ ăn nó thơm thơm á. Dạ. Ồ cái này một hủ tiếu mà sao ý mì mà sao với hủ tiếu trộn chung vậy ăn không ngon. Dạ đúng rồi, nếu mà mình xào một loại thì ăn nó sẽ dễ bị ngán. Nhiều quá, nhiều hơn bữa hổm quá nhiều luôn. Không qua uống rồi đang nói bụng nè, đang nói bụng nè. Này cái này mình nè. Ủa hôm bữa là mình xào là mình ăn chay hay ăn mặn mẹ? Bữa đó mình ăn chay. Dạ, hôm nay mình cũng tiếp tục ăn chay nhưng mà ăn hủ tiếu. Hôm nay mình xào mì. Ủa xào mì á hả? Mì hủ tiếu mì. Dạ. Hôm nay cô Lưu Nhãn chuyển qua ăn dĩa. Vậy chứ này đang rất ngon, tại vì làm hồ hay ngon đó Thành ơi. Ủa cha không ăn hả mẹ? Cha con nói cái bụng yếu không ăn hủ tiếu. Dạ. Cái này là bữa nay bếp trưởng xào ha, là rồi, xào đây. Luôn chứ đúng rồi chứ. Đúng rồi. Nè cho lại mẹ hai người lần mẹ với thư bé Thư xào đó. Qua wow, này có bếp phụ nữa ta. Cái mặt đỏ cho ngay kìa. Thư với mặt đỏ cho vô bếp đó. Bé Thư thì chiên tàu hủ hay gì mà? Chiên tàu hủ với lại chiên mà sườn lát á con. Dạ. Này hả? Là giờ chán mắm. Đúng rồi. Là sườn heo lát đó vô đây. Sườn heo chiên Thư bỏ rau vô thịt. Chị xã. Lộc đói bụng hay gì cuối cùng dễ không? Hoành tráng gì ra. Rồi em tính Trang với Trang giùm em hả? Thôi lỡ cảm ơn nha. Như này rồi hết ha. Ấy trời ơi, em là lò tiêu thụ nước mắm mà với Trang cái này chết em rồi. Nó Thư sắp tận bán hay gì đó. Dễ vậy em ăn mặn quen rồi. Nước mắm ngọt không cho nhiều. Nãy con Giang cho mẹ miếng nha. Đây, cho mẹ. Cái này cầm dĩa lên thì sốt ha Lộc. Cái này là đúng nhất rồi. Là có nước tương với dạ. Rau thơm vô. Thôi cho em cơm. Thôi cho em miếng nè. Nhờ xong rồi đó. Mình lọc làm hồ rồi đó. Bụng lắm dạ. Nhà đã lọc rồi. Lọc xin mời ông bà cô chú anh chị em hủ tiếu nha. Ông bà cô chú. Con dễ con dừng được rồi. Ôi bà lọc trang nước tương đậm đen luôn rồi. Đúng rồi em ăn lắm đậm đó. Cái này bữa nay nước tương chứ không phải nước mắm. Có dưa leo giòn giòn ngon ha. Dạ.
sáng sớm mà được dễ ăn cũng ngon. Được không tay? Châu Tây nó thích ăn mì. Nè mình chán một mới gì mời mình chán mới nữa hả mẹ? Mời chứ mình chán rồi luôn á con. Dạ. Chán thêm nữa cho rồi luôn. Tại bữa nay mình thiếu vật tư thành ra mình dạ. Chán không rồi. Mời cha nói đâu cũng 4-5 bao gì nữa. Cỡ 4 bao luôn. Xong này tới cầm cột. Cầm cột cái này mới ngán nè. Cỡ 5 bao nữa mới đủ. Mình chán ra chiếc này xăng mình rộng dữ. Đúng rồi. Rộng rãi nhìn thoáng ha. Sau này đỡ đám cưới vợ đâu, đãi đây luôn, không có về nhà đãi. Nếu mà đám cưới vợ cũng đãi đây luôn phải không? Đãi lộn nhãn luôn á. Ở chỗ đây là cũng hồi lúc mới đầu làm á cô chú, cái giống như là mấy chị em không có dám là chán hết cái sân luôn. Tại tính cũng tính làm gói ghém mà. Cái làm đây nè, rồi cứ tính tới tính lui hoài. Chán sao mà tính, chán sao mà bắt cho được một cái bàn, một cái mâm vậy nè. Để nó sợ chán hẹp quá thì mình bắt một cái mâm vậy đó. Lại lại nha chứ. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng mà mình chán được tới đây giờ mừng quá trời luôn. Nói chung là mình cũng chán được vậy là rất là mừng. Nhưng mà điều kiện thì nó không cho phép. Thật sự thì anh cũng bật mí với cô chú anh chị là cũng được một người anh đã giúp mình để chán được cái phần xăng này nè cô chú anh chị. Thì sẵn đây anh cũng gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Lúc chưa, lúc hổm là anh gửi kêu mình là chán ở phía trong này. Xong người từ từ làm tay tính chán là tái sầu cái độ luôn mà. Nhưng mà mình chán từ từ tại vì mình làm cái chòi xong rồi mình mới dám làm dài ra. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay tới ngày hôm nay là mình quyết định là mình sẽ làm dài ra tới ngoài đó luôn. Tại mình cũng đổ cột chòi rồi. Dạ. Rồi giờ mình còn mua phần gạch nữa. Phần gạch để mình lót cho nó giống như cái chòi của mình luôn, mình ăn ra thì nó giống thịt vậy luôn. Trong thời gian cột mình sẽ mắng chết nó cứng cáp á thì chắc mình chán nó xăng cho rồi luôn đi. Chán xăng cho rồi là tới quay lại cầm cột là vừa luôn. Làm kiểu này giống như đủ ăn cơm với em ạ. Bữa nay quyết định làm cho rồi á. Với lại mình làm nhà. Tại vì thiếu vật tư thành ra mình thấy với lại cái ít đó tích bữa chút vậy nó không ngán với lại nó không mệt mình á. Với lại một buổi là mình đi làm á cô chú anh chị, mình cũng phải làm giường. Đi làm giường xong rồi mình nhân ra mình làm chòi. Rồi mình xây vòng lum. Hôm nay thì mình không có gửi nhãn, tới ngày mai thì mình sẽ gửi. Bắt đầu mình thu hoạch nhãn. Nhà mình nói chung là không có tháng này là không có thời gian. Không có thời gian ở không luôn. Ngày nào cũng làm hết. Ngày nào hết ngày đó, chỉ có chắc tối là rảnh. Nắng lên đó. Này cũng như ánh sáng bình minh nha, nắng bình minh nha. Bà là quý chào tắm ra đây dọn ra đây ăn không? Trời đó. Tại nãy thấy trong trời tối chuyển mưa á. Dạ, đúng rồi. Thấy chuyển mưa thấy tối. Dạ, con thấy ở đây mát mẻ hơn. Rồi tắm đi ra đây. Mình ra cái đây cái nó xinh sáng nắng là. Dạ, cái sáng vô liền chồng. Nữa. Nắng này chắc là nó mát luôn nè chứ, chiều luôn rồi nè. Né ra này cho ánh sáng trực tiếp cho anh ta. Này né, né chế mà. Cái ăn nữa nè. Ăn đua không tay? Đua không? Con hơn ba rồi nè. Giỏi. Nãy giờ hai dĩa. Hay ta. Ba cũng hay dĩa hả? Làm không thư? Ừ, một phá hết luôn. Con làm mi hả? Dạ. Con nghĩ là làm vừa quá hả? Dạ. Làm mi hả thôi? Có mi hả? Dạ. Để bắt đầu nói thêm hai bên hai cho có mi. Cái đang ngắm chá làm được hả? Học đi được mà chá, cũng dễ mà. Hồi đó con là... học mà con làm vậy? Dạ không, con lấy con ra về cái con tự tìm hiểu. Dễ hả? Mình không được mình cũng đọc chứ. Dạ đúng rồi. Cái khơi khơi đâu vô biết cái làm được đâu. Lắm mới làm đúng rồi. Cái nào mình làm từ từ. Cái cũng... nước tương vô là ăn rất là ngon. Làm một lần không được này, hai lần không được, từ từ báo lại cũng được. Một bộ là được như tiền thôi. Cái đó chắc mình phải bỏ vốn. Kiểu như cái bỏ ra. Bỏ vốn cả nhiêu? 200 mấy gì đó. 200 mấy thì bỏ được. Bỏ 200 mấy còn mình lấy mì gì mình làm nó có hợp. Dạ đúng rồi. Nhờ cái sự khéo tay. Làm có khi nào hư không ta?
tùy theo nữa, mà cái này con thấy nó cũng dễ. Đây bữa nào nó bằng mi gấp, chỉ cần nó bằng nhau là được. Đây bữa nào chơi chế làm thử nha. Dạ. Giống là 200 mấy đúng không? Dạ. Thử mới biết được chứ. Ví dụ như 200 mấy rồi mình làm, mình thu lại được nhiêu? Thu lại thì là tầm 500-700 nữa. Rồi thứ hai nữa. Trong thời gian bao lâu thôi cái này? Tiền rồi, cái này là thời gian mình sắp xếp thời gian, mình rảnh mình làm cũng được. Cũng như mình làm tiền thì ngắn thời gian mình lại. Rồi. Phải không thưa chị? Thế làm buổi tối hay gì? Chị hai tối có thời gian ở không đâu mà. Rảnh tối trước khi đi ngủ đó mình làm cả năm một, kiếm tiền ăn sáng, bỏ ống heo. Năm mẫu làm lâu rồi, bé Thư làm lâu không đâu? Để vô leo cho Hà ơi, tối như Hà làm á. Để chứ Hà nói chứ Hà sáng nha, bỏ giống heo rồi sáng nha, đạp hay về. Thôi có ít bớt đạp. Nuôi. Nuôi cho nó mập lên rồi mới đạp. Ú vậy nè, ú thiệt là ú vậy. Nhét tiền nó hết vô được, rồi đầu đột đạp được rồi. Có con heo thiệt nó mới ú mà. Heo thiệt nó mới ú. Nửa đi thôi, xin nhờ.